mắt mắt luôn rồi. Đẩy con lên trên đi mà. Cho nó xuống chi, cho nó ngước lên trên đó chứ. Ngước lại không hả? Chưa mát nha. Cắt cái máy ra coi. Cho cái quạt đấy, cái quạt của máy lạnh ấy cụp xuống xem nào. Cụp cái hai nấc ấy. Gì ta hề. Đừng cái nó mát nào. Thôi được rồi đấy. Ủa sao mình lại đau bên kia ta? Làm siêu tốt chưa? Làm siêu tốt chưa? Làm siêu tốt chưa? Cái gì nó cũng sợ, nó sợ cái nguồn gành đó. Mình vô coi
chứ mình cũng đâu biết nó, biết nó là ai đâu, mà tự nhiên mình đưa kênh cho nó, đưa kênh cho nó coi như là mình kiếm tiền cho nó. Xưa là ấy bà tự làm luôn á. Chắc có gì. Sao chị biết được? Người Việt Nam mình đâu có YouTube mấy đâu mà. Thấy YouTube toàn người nước ngoài không? Sẽ ở trên này mà lâu rồi xong rồi giờ hôm qua sao bạn em mới qua à, chương trình bằng là làm à? Dạ. Đi làm sớm vậy thôi anh, hai ca ba đi làm lắm. Khách sạn bên này cho thuê lại rồi hả? Khách sạn mở cửa luôn. Khách sạn có khách cho thuê không? À, khách sạn mở từ đầu đến giờ có khách. Bên có khách hả? Cho thuê đoàn thuê. Cho có mấy cái đoàn công ty nó thuê cho công nhân đi làm. Công nhân là lại ba tại chỗ đó gì? Ba tại chỗ với lại ở khách sạn sáng đi đưa chiều về. Công ty mà không đầu tư như vậy thì có mà đóng cửa. Thì nên nó chịu bỏ ra một ít còn hơn là đóng cửa nhỉ. Vậy không nhiều quá không cho làm nó bắt đóng cửa có mà phá sản.
quá trời luôn đấy kìa. Không có chỗ nào nó không có mụn luôn đấy. Ủa là nay được nghỉ hả? Một tháng được nghỉ tới 4 ngày. Tận em để ngày. Bao nhiêu tiền? $5,000 Bao nhiêu? Cái gì mắc vậy? Cái kia hình như cũng làm gì đến 100 mấy? Một hộp có 50 đôi thôi. 100 cái được phải 50 đôi. Để tí nữa lên coi cái Shopee mà mình mua cái kia là bao nhiêu. Nó dày hơn thì cũng có được tác dụng gì đâu. Đằng nào cũng mất 2 cái. Mặt mới thấy thích. Giờ đang thấy đau vậy thôi. Nhẹ cả cái mặt luôn đó trời.
chị sẽ nhìn đây đi mấy cái mụn trên mặt của em vậy đây. Tự nhiên nay bà kia bà cho chuối. Các làm gì cho bà cặp vô gọi cái được không mà nó được cái gì? Nó đỡ vụn tóc cho nên nó vụn tóc. Tóc bà còn thấy hôi quá đó, thử tôi gọi thôi. Rồi bà có tiêm mũi 2 không? Không. Mát. Bà không tiêm mũi 2 thì sau này người ta tiêm mũi 3, mũi 4 mà thiệt chứ có gì đâu mà. Giống như mình mát lúc sáng ấy. Nó sợ Kim quyết tâm không tiêm vaccine luôn. Không, lấy mụn thì được. Ừ, lấy mụn thì được mà nó tiêm vaccine. Kim nó kêu em thấy người ta tiêm vaccine xong ai cũng ra ôm cái tật cánh tay. Mát thật dạ. Ngủ chị đi chật sữa. Vãi. Lúc ở dưới đâu nhận ra nó đâu. Nên đây lấy một mới nhận ra ấy. Ừ. Ông ôm tới cửa hỏi chị biết em là ai không? Chị nhận ra em là ai không? Không chịu đau được nữa đâu, không biết chắc ngồi đây khóc tiếng mãn luôn đấy. Mấy cục nào mà ra gân cục đó hay không chứ. Thế lại nay bữa nay vắng, lấy bình tĩnh cho em được nè. Bình đi ngày thường nhất là đi ngày ấy nha, bạn chủ nhật nha. Ủa sao nay được nghỉ thế vậy? Em làm thứ bảy chủ nhật không có nghỉ. Chị nghỉ thứ hai đến thứ sáu không? Các chị kia cũng chị mụn mà nó phải đi lấy mụn đâu một. Ví dụ là mùi liệu trình 4,5 triệu một lần lấy 8,5 triệu. Mà có thuốc gì sức đó. Em cũng hôm giờ chưa gặp bà, hôm giờ bà làm bên khách sạn kia mỗi khách sạn này. Làm chi nhánh khác nhau. Má khách sạn mà chi nhánh nhiều vậy hả? Ở trong thành phố này khách sạn mà chi nhánh nhiều, nhiều nhất. Có gì? A25. Không biết nè. Không đi khách sạn biết nè. Có được đi khách sạn đâu rồi. Không có thằng nào nó dụ đứa khách sạn luôn trời. Mới chưa kịp dụ thì chia tay mẹ nó rồi. Bộ nào bình thường thì mà mặc nó luôn. Tại vì đồ em mua trước tao mua đồ đi tiệc không à. Chứ hôm nay giờ mặc thường thường đi chơi mặc đầm body. Cái gì body gì? Body nhún đồ. Đúng không? À, được mấy bộ thì kêu về nhà mặc đồ như cháu lòng. Đi về nhà bỏ máy giặt này thôi nó quay không còn nhận ra bộ đồ nào luôn này.
ở trên này chăm giặt tay mà về nhà lười giặt tay giả man luôn nha. Hai cái con bé, hai chị em sinh đôi không thấy đi đâu. Sinh đôi rồi ra mụn gần giống nhau nhỉ, giống như Ngọc Nga với Hoàng Mỹ nghe em. Nhìn xa đâu có biết đâu, rồi nhìn gần mới biết. Em nhìn vô kiến cũng thấy nữa, chiều thì bật kiến gần cái gương luôn á, sáng mới thấy. Thấy thì ối trời ôi luôn rồi. Lên mặt ai đâu phải mặt tui. Mà sờ thì nó sần 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 nhiều đúng không? Mà đi làm nó sẽ có thiên thì tự điều trị mụn chứ đâu cần xin ai đúng không? Ai đã xài đường đen nên xài thuốc mụn ta. Nhìn không ta. Bảo ạ. Bảo. Này mặt đầy mụn. Mặt nó không đúng không? Nó đã biết ăn thịt nướng mà sẽ bị nổi mụn. Ăn hôm nay là ngày mai nổi mụn liền rồi vẫn ăn. Sợ lô đó. Ừ. Ăn đồ nướng đồ nóng rồi nó nổi mụn liền luôn á. Ok, lên thấy mụn đấy, chị ơi hôm qua em mới ăn đồ nướng. Tôi không nhận cho mà hai người sẽ còn lắm chuyện dữ không nhỉ? Quá hít rồi, mình đi ăn cuối cùng không ngon tức gì đâu. Đúng không? Không có món nào được hết trơn. Ừ. Nhưng cái món tàu hủ đó nó cũng không ngon bằng bữa chết đâu.
rồi. Bữa nó ăn nhiều hơn ta. Bữa mình nó ăn nhiều hơn, bữa nay ít hơn. Bên đây cũng 6 món chứ gì. Bữa mình ăn 2 dĩa ốc xào nè. Mình nè. Lẩu rồi đó, mình ăn nhiều á. Gỏi nữa nè. Bên này ăn là tại hàu nó đắt thôi. Hầu mất bà 240 rồi. Còn uống bia nữa à. Không nghĩ là muộn hả? Tình nhiều người trong nghề biết là đây là muộn thôi. Trắng trắng. Em có biết chỗ đó có muộn không tài? Không. Chỗ em cũng không dám nặng nữa. Đau. Chưa hết mà. Để là nó ngồi ngồi nó khóc vô vô luôn quá. Nó quay lại nữa đúng không? Ừ. Khó nha. Cho hiểu không? Không một bụng chỗ đó là đơm này mà. Ủa, chỗ này tay tái làm hồn luôn á. Trời ơi, phải ngoài. Á chồng luôn kìa thấy không? Cao không? Ăn bao nhiêu nó nuôi mụn hết rồi, người không lớn nổi luôn.
Mày chịu đau được đấy. Giỏi. Tê mọ rồi. Rồi, sao nào? Tâm đi mọi người đi Nam. Tài. Tâm đi. Bye bye đi Tài, bye bye, bye bye. Quay. Nhìn cái màn này. Chúng ta còn rớt bớt rồi đấy.